Hello, thì Vũ xin được gửi chào tới tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái bản tin mà Thủy Vũ muốn được giới thiệu với các anh chị một cái mã đầu tư trong cả ngắn và trung hạn. Đó chính là một cái mã mà hôm nay ngày mùng 6 tháng 10 có một cái khối lượng giao dịch rất là đột biến. Đó chính là mã FCN, công ty cổ phần Fecom. Về những cái thông tin cơ bản thì chúng ta có thể là lên cà phê F hoặc là tất cả những cái trang trang chủ của doanh nghiệp để chúng ta có thể tham khảo thông tin. Hiện tại đang có khá là nhiều những cái gói thầu liên quan đến các cái công trình ngầm, bởi vì FCN chính là một trong những cái nhà thầu gọi là số 1 số 2 của Việt Nam về những cái công trình ngầm liên quan đến xây dựng. Và chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn hiện nay, trong cái quý 4, thì cái việc đẩy mạnh đầu tư công của Việt Nam đang 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 là được gọi là đốc thúc rất là mạnh để kéo cái GDP của Việt Nam lên trong cái giai đoạn quý 4 này, cái quý cuối cùng sau cái đại dịch Covid này. Đó là tất cả những gì liên quan đến thông tin cơ bản các bạn có thể theo đọc ở đây. Còn về chúng ta cùng xem được cái kỹ thuật của FCN. Đầu tiên chúng ta có thể để nhìn thấy một cái khung 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 trong đây là trung trung hạn đối với giai đoạn này. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là cái khối lượng của giao dịch đột biến của FCN nó đang trải dài từ cái vùng giá, chúng ta có nhìn thấy có thể từ cái vùng giá 13 cho đến vùng giá 15, là cái khối lượng giao dịch hiện tại nó vẫn đang 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 gọi là đang chiếm cái tỷ trọng lớn nhất ở trong cái giai đoạn này. Nếu mà chúng ta trung bình lên thì chúng ta có thể quanh quanh cái vùng 14, thì cái vùng 14 này hiện tại chính là cái vùng kháng hỗ trợ của cái con FCN này. Trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì khi mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn một chút là FCN nó đã bứt qua được cái vùng đỉnh ngắn hạn này, tức là cái vùng 15. Cái vùng 15 để nó tiến bước. Còn tiến bước thì ngay trong phiên sáng ngày hôm nay thì ITP cũng đã khuyến nghị tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã mua FCN ở cái giá 15. Đây, ngay trong cái phiên sáng ngày hôm nay lúc 9 giờ 50 phút đã mua, khuyến nghị các anh chị mua ở cái giá 15. Thì với cái khoản đầu tư này thì Thủy Vũ đánh giá thì rất là phù hợp với các anh chị nào, kể cả trong ngắn hạn lẫn trung hạn. Bởi vì FCN thì khi mà chúng ta đang nhìn đồ thị dài hạn hơn thì nó cũng đã bứt qua khỏi cái vùng đỉnh đỉnh gọi là đỉnh đỉnh trong cái giai đoạn cả một năm này, đỉnh ngắn hạn này quanh cái vùng 15. Thì phiên hôm nay chính là một cái phiên mà nó đánh dấu cái khối lượng giao dịch rất là đột biến, thì nó sẽ đánh dấu một cái quá trình đi lên tiếp theo của con FCN. Nói về đấy là về cơ bản, về những cái thông tin cơ bản. Còn nếu mà theo góc nhìn của Ichi thì hôm nay chúng ta có thể thấy được là những cái xu hướng, những cái đường xu hướng của hệ thống Ichi hiện tại nó đang cũng đang đang đi lên rất là mạnh này, nó đang hợp đích đi lên này. Thì đây là một cái phiên mua rất là đẹp dành cho quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta sẽ mua ngay con FCN này trong phiên ngày giao dịch ngày hôm nay. Đây là một cái cơ hội rất là tốt trong cái ngắn hạn. Trong cái ngắn hạn tức là chúng ta sẽ có một cái biên lợi nhuận khá là ổn đối với FCN. Đó là tất cả những gì mà Thủy Vũ muốn chia sẻ cùng anh chị. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau những cái bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.